Thanh niên này đang tự chửi bản thân đúng là điên mợ rồi, đã yếu còn bày đặt cứu người cái nồi gì chứ. Cứ thế anh bị con quỷ có tên Đao Phong đâm móng vuốt của nó xuyên qua người. Cô bé khóc lóc sợ hãi, Phương Thành liền giục cô mau chạy đi, nếu không thì công sức cứu người của anh đổ sông đổ bể mất. Đao Phong nâng cao người Phương Thành lên rồi hất về phía bức tường. Phương Thành tuy thành cái bánh donut nhưng đúng là vua lì đòn. Đao Phong thấy anh chưa hẹo thì cười khoái chí, cứ như tìm được món đồ chơi mới. Đối diện với nụ cười đến tận mang tai của nó, anh tức giận đỏ mắt. Cái đéo gì vậy? Cái lồng gì vậy? Sắp chết rồi vẫn bị cười nhạo. Nếu có cơ hội nhất định anh sẽ phản kháng, nhưng chênh lệch sức mạnh quá lớn, Phương Thành chỉ có thể nằm yên cho nó dẫm đạp. Hai mắt dần mờ đi, nhưng Phương Thành vẫn không cam tâm phải chết như thế này. Anh vẫn chưa thể thức tỉnh năng lực, chưa thể mạnh như Lung Nguyệt, cũng chưa thể cho chị gái một cuộc sống tốt hơn. Phương Thành hét lên, anh muốn giết chết Đao Phong, anh muốn sống. Trước khi đối mặt với cửa tử, ý chí giết chóc mạnh mẽ đã thức tỉnh, cũng là điều kiện để dung hợp với diệt ác quỷ. Phương Thành rơi vào một không gian tăm tối, một giọng nói lạ vang lên, sinh mệnh của ngươi sắp kết thúc rồi, có lựa chọn dung hợp với diệt quỷ không? Anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã có vô số bàn tay quỷ bám lấy người, Phương Thành dựng hết lông tơ lên, vãi, đây là thế giới của vong linh sao? Giọng nói kia lại vang lên cảnh báo sinh mệnh của anh chỉ còn 10 giây cuối, có muốn dung hợp với diệt quỷ không? Phương Thành đỏ mắt nghiến răng, đương nhiên là có rồi, anh còn có lựa chọn nào khác nữa hay sao? Một bàn tay quỷ to lớn vươn tới chạm vào tay Phương Thành, dung hợp thành công, anh đã có sức mạnh diệt quỷ, còn nó có được thân thể của anh. Đao Phong thấy dưới chân đột nhiên có chuyển động, một giây sau một vụ nổ lớn khiến xung quanh đổ nát. Từ đống cho tàn của Phương Thành, một thân hình to lớn đang từ từ đứng dậy khiến Đao Phong kinh ngạc trợn mắt. Chế độ diệt quỷ kích hoạt, Phương Thành trở lại với hình dạng một con quỷ tám múi ngực nở mông cong. Đầu anh đau đến mức như bị bổ ra, ý thức bắt đầu mất kiểm soát. Đao Phong cảm nhận được nguy hiểm liền xông lên tấn công lúc anh đang mơ hồ. Giọng nói diệt quỷ vang lên trong đầu anh, giết kẻ địch. Đúng lúc Đao Phong dùng kiếm tay chém tới, Phương Thành chỉ dùng một tay đã chặn được, sau đó hất văng nó ra xa như cái cách nó đã làm với anh. Chưa dừng lại, Phương Thành lao tới túm lấy cổ nó, đẩy về một bức tường ở phía xa. Đao Phong vung kiếm, Phương Thành nhanh nhẹn né được, tốc độ của nó không là gì so với anh, sau đó trả lại bằng một cú đấm khiến nó bay xa thêm 8 mét. Ở phía xa hai tên nhóc giơ điện thoại lên chuẩn bị quay lại cảnh tượng kỳ lạ này, một con quỷ đang đánh một con quỷ khác. Phương Thành quay ngoắt về phía bọn chúng, diệt quỷ ra lệnh cho anh giết những ai phát hiện bản thân, giọng nói thúc giục ra lệnh khiến đầu anh như muốn nổ tung. Phương Thành nghiến răng đuổi bọn chúng đi trước khi anh mất kiểm soát, dù dung hợp với quỷ nhưng anh vẫn muốn giữ lại nhân tính. Ở phía sau Đao Phong đã tỉnh sau khi chợp mắt 5 giây, nó còn chưa kịp đánh lén thì đã bị Phương Thành đấm cho tan thành mây khói. Sau khi diệt trừ Đao Phong, Phương Thành có được năng lực kiếm tay của nó, chẳng trách gọi là diệt quỷ. Phương Thành cảm thấy vô cùng may mắn, nỗ lực lâu như vậy vẫn không có được năng lực, sau khi hợp nhất liền có sức mạnh diệt quỷ. Sau khi ý thức giết hại biến mất, anh đã khôi phục hình dáng con người. Điều đầu tiên Phương Thành nghĩ tới là mau trốn đi, động tĩnh quá lớn nhất định thợ săn sẽ mò đến, nếu bị phát hiện ra bí mật thì anh bị bắt đi nghiên cứu mất. Ác quỷ đến thế giới này đã được 20 năm, với bản chất tàn ác máu lạnh, chúng đã gây ra vô số tai họa, gần một nửa nhân loại trở thành bữa tối cho ác quỷ. Để tồn tại, một số con người có cơ thể đột biến, thức tỉnh khả năng chiến đấu chống lại ác quỷ, cho đến nay hình thành một ngành có tên là chiến đấu săn bắt ác quỷ, gọi chung là thợ săn. Để có thêm nhiều thợ săn hơn, các học viện đào tạo thợ săn trên thế giới đã được thành lập, tại đây chào đón những học sinh có năng lực và địa vị cao quý. Nhưng Phương Thành là một phế vật không có thiên phú, sau khi tu luyện ở đây 3 năm cũng chưa thức tỉnh năng lực, được mệnh danh là kẻ yếu nhất nhân loại. Cố gắng lắm mới trụ lại được, ai ngờ vẫn bị người khác bắt nạt. Tuy là kẻ yếu nhất nhưng Phương Thành lại là vua lì đòn, bị bón hành nửa giờ vẫn còn tỉnh táo. Người nãy giờ chăm sóc anh là Trần Thiên Vũ, idol mới nổi do mới thức tỉnh năng lực, một tên kiêu căng khinh thường những đứa không có năng lực như Phương Thành. Đừng nghĩ rằng cậu thức tỉnh năng lực thì giỏi lắm. Sủa ít thôi, còn hơn thứ phế vật không thức tỉnh nổi, Thiên Vũ dồn sức chuẩn bị giáng đòn mạnh hơn. Phương Thành nhắm chặt mắt đợi cơn đau ập tới, nhưng một giây sau ba tên bắt nạt bị hất văng ra xa. Người xuất hiện kịp thời là Lâm Lung Nguyệt, bạn thổi nhỏ của Phương Thành. Tuy thế trong khi anh là một đứa phế vật thì cô đã trở thành người mạnh nhất học viện. Trần Thiên Vũ không cam tâm bị Lung Nguyệt phản đối, cô dùng gương mặt đáng sợ đuổi bọn chúng đi, cút đi trước khi tôi giết chết mấy người. Sư tử Hà Đông gầm một tiếng khiến cả ba đứa cong đuôi chạy. Phương Thành cảm ơn cô đã ra tay cứu giúp kịp thời, nhưng Lung Nguyệt hỏi thẳng anh có phải định lưu ban hay không, một tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp nhưng anh vẫn không thức tỉnh năng lực. Thực ra Phương Thành biết rõ bản thân không thể lưu ban. Anh là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ khi ác quỷ xuất hiện, trọng trách gia đình do chị gái gánh vác, đến cả tiền đóng học của anh cũng là do chị vất vả kiếm được. Đến giờ phút này chị gái cũng không thể gắng gượng được nữa, thế nên Phương Thành quyết định thôi học, làm một người bình thường. Lời này vừa thốt ra Lung Nguyệt đã bực mình đập mạnh lên hàng rào khiến Phương Thành rẽ ngang. Cô lớn tiếng, không được bỏ cuộc, vẫn còn một tháng nữa, cậu vẫn còn hy vọng, nếu trước kỳ thi tốt nghiệp cậu vẫn không thể thức tỉnh năng lực thì cả đời chỉ là một tên rác rưởi. Phương Thành thở dài, cô ấy vẫn thẳng thắn như hồi nhỏ, nhưng cũng chính những lời này đã vực dậy tinh thần của anh. Trên đoạn đường 20 cây số về thẳng nhà, Phương Thành chạy như bay, cho dù bị gọi là kẻ yếu nhất học viện nhưng anh vẫn luôn mong muốn một ngày nào đó trở nên giỏi giang như Lung Nguyệt. Tranh thủ mọi cơ hội để tăng cường rèn luyện, kích thích tiềm năng, đến lúc đó có thể anh sẽ thức tỉnh năng lực của mình. Đúng lúc này Phương Thành gặp phải một đám đông chạy tán loạn, tất cả là vì vụ tấn công bất ngờ của ác quỷ vào khu trung tâm thương mại.
một bé gái tiểu học đang run rẩy chạy trốn khỏi bàn tay của ác quỷ. Phương Thành nghiến răng, đó chẳng phải con ác quỷ cấp D Đao Phong đang bị truy nã trong thành phố sao? Đao Phong đang chuẩn bị làm thịt cô bé thì Phương Thành dùng hết sức lao đến cứu cô bé và mọi chuyện diễn ra như đầu chuyện. Ở ngoại ô thành phố, khu vực ổ chuột nghèo nàn, sau khi đấm mồm Đao Phong thì Phương Thành trở về căn nhà sập sệ của hai chị em. Chị gái thấy anh trên người tơi tả máu me thì lo lắng, anh liền nói bản thân lúc đi về bị quỷ tập kích nên mới tàn tạ như vậy. May là sau khi dung hợp với diệt quỷ liền hồi phục vết thương, không thì bây giờ anh đã hẹo rồi. Chị gái liên tục căn dặn anh phải cẩn thận, năm đó ba mẹ hai người cũng vì bị ác quỷ tập kích trên đường nên mới bị tàn sát. Những chuyện buồn khiến không khí trùng xuống, chị gái liền bảo Phương Thành đi thay đồ, còn mình thì làm đồ ăn tối cho anh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tô mì ramen full topping đã chờ sẵn anh ở trên bàn. Phương Thành vừa ăn vừa hỏi chị gái đã ăn tối chưa, chị nói đã ăn bánh mì ở cửa hàng tiện lợi mà chị làm rồi. Phương Thành đau lòng, lúc nào chị ấy cũng ăn loại bánh rẻ tiền để mua những món ngon cho anh, chị không thể quan tâm bản thân nhiều hơn chút được sao, đừng vì em mà đánh đổi nữa. Chị gái rơi nước mắt, Phương Thành là người thân duy nhất còn sống của chị, trên đời này cũng chỉ quan tâm mỗi em trai ruột của mình. Phương Thành đứng lên tuyên bố sau này sẽ kiếm tiền để tu sửa căn nhà, hai chị em sẽ có cuộc sống tốt hơn. Chị gái nghe xong cũng cảm thấy ấm lòng, vui mừng vì em trai có vẻ đã trưởng thành hơn trước, chỉ hy vọng anh có thể thuận lợi thành một thợ săn. Ngoài trời mưa tầm tã, Phương Thành ngồi trong phòng lên kế hoạch ngày mai đi diệt quỷ kiếm tiền. Anh đăng ký ứng dụng của hội săn, chọn một con quỷ bạch tuộc cấp E cách chỗ anh 10 cây số, một con cấp E đã có thể kiếm được 3 vạn tệ rồi. Năng lực diệt quỷ bá đạo thì chắc chắn sẽ dễ dàng hơn, nhưng nó tồn tại dưới dạng ký sinh trong đại não của anh, giống như một quả bom hẹn giờ, nếu không cẩn thận thì sẽ bị nó kiểm soát. Xem ra trên đời không có gì là dễ dàng, nhưng mục tiêu trước mắt của anh là phải kiếm tiền phụ giúp chị cái đã. Trong lúc đó tại hiện trường đổ nát, người của hội săn đang truy tìm manh mối người đã ra tay diệt Đao Phong. Tuy nhiên camera đã bị hỏng ngay khi nó xuất hiện, chỉ còn cách đi tìm nhân chứng và manh mối. Người đàn ông tóc bạc hỏng một bên mắt tự hỏi ai là người đánh bại Đao Phong, một con quỷ cấp D như vậy không lý nào thợ săn bình thường có thể đánh bại được. Qua dấu vết hiện trường, anh ta đưa ra một giả thuyết điên rồ, đối phương rất có thể cũng là quỷ. Hôm sau Phương Thành tìm đến văn phòng bị quỷ bạch tuộc chiếm đóng, từ một công ty đã trở thành nơi đổ nát hoang tàn, xung quanh có những thi thể mới chết không lâu của thợ săn. Khoang ngực bị khoét rỗng, xem ra nội tạng bên trong đã bị ăn thịt. Đúng lúc này ba con bạch tuộc ký sinh xác người nhảy ra phục kích, Phương Thành linh hoạt tránh được cả ba đòn. Từ khi hợp nhất, trạng thái con người cũng được nâng cấp, thậm chí có thể dùng skill của quỷ đã diệt. Ba con bạch tuộc ký sinh lại lao lên, cơ thể nhận diện được kẻ địch đang tấn công liền tự bật khả năng kiếm thuật của Đao Phong. Phương Thành tuy chưa kịp hiểu nhưng cứ thử sức mạnh đã, ở hình dáng con người tay cầm đao có lực mạnh hơn, trong chớp mắt chém nát ba con bạch tuộc ký sinh. Đúng lúc này một đám khác chui ra, bao vây Phương Thành, lúc này anh mới nhận ra ba con vừa rồi chỉ là mồi nhử. Đám bạch tuộc lao lên, đánh hội đồng anh, lấy thịt đè người. Phương Thành chỉ sợ bản thân đã đâm đầu vào hang ổ của yêu quái bạch tuộc luôn rồi, càng đánh chúng càng đông, đến mức anh đã kiệt sức. Rốt cuộc anh không biết cách kích hoạt trạng thái quỷ, lúc ở trạng thái con người cũng chỉ có sức mạnh cấp E, 36 kế chuồn là thượng sách. Nhưng bọn bạch tuộc không để anh chạy trốn như vậy, từ dưới đất những xúc tua trồi lên quấn chặt chân Phương Thành. Trùng bạch tuộc chi giả xuất hiện, một con yêu quái cấp D khác hẳn với thông báo truy nã. Tuy thế Phương Thành cảm nhận được uy lực của nó mạnh hơn rất nhiều so với Đao Phong, đã thế còn biết nói tiếng người. Bạch tuộc chi giả tuy chê anh nghiện không có tí thịt nào nhưng vẫn ra lệnh cho thuộc hạ chế biến anh thành đồ ăn. Những xúc tu quấn chặt đến mức ngạt thở, kỳ này anh thành thức ăn cho chúng thật rồi. Đối diện với sinh tử, giọng nói diệt quỷ lại vang lên, tấn công kẻ địch. Trạng thái diệt quỷ được kích hoạt, giờ là lúc anh đây lật kèo. Bạch tuộc chi giả thấy anh có thể biến thành quái vật thì liền cảm thấy hứng thú, nhất định phải nuốt Phương Thành vào bụng. Phương Thành lại đang bực bội, cứ nghĩ đi chiến với vài con cấp E thì có thể kiếm tiền nuôi gia đình, không ngờ lại bị nó cản đường. Ha ha, không có một bản thể xịn sò mà chỉ là một tên nhãi nhép sống tạm bợ sao, thật nực cười, bạch tuộc chi giả cà khịa. Phương Thành ghét nhất là những tên luôn nghĩ mình cao thượng, nó làm sao hiểu được sự vất vả để sinh tồn của loài người dưới đáy xã hội như anh. Phương Thành đem theo mũi tên uất hận chém liên tục vào nó, bạch tuộc chi giả xoay vòng xúc tua chắn được, sau đó quấn chặt lấy người anh với tốc độ bàn thờ. Nó từ từ tiến lại, trước tiên phá hủy hai thanh đao ở tay Phương Thành, dùng xúc tua siết chặt đã bẻ nát hai thanh đao. Phương Thành lo lắng, sau khi bị phá hủy thì anh sẽ không thể dùng lại được nó trong thời gian ngắn. Bạch tuộc chi giả dùng xúc tua quất liên tục vào người Phương Thành như mẹ dùng roi mây quất mông anh, nó kêu căng nói lớn, kẻ yếu chỉ đáng bị chà đạp, đây chính là sự thật tàn khốc. Phương Thành bị đánh túi bụi rồi ném ra xa như bao cát. Bạch tuộc chi giả quả nhiên thông minh và mạnh hơn so với Đao Phong, nó cẩn thận hơn nhưng có cự ly chiến đấu trung bình nhờ mấy cái xúc tua. Thay vì lao đầu vào thì tốt nhất anh nên tìm ra điểm yếu và tiếp cận nó ở cự ly gần. Sao rồi, sự kiêu ngạo lúc trước của ngươi đâu? Bạch tuộc chi giả thấy anh ngồi đờ đẫn thì nhảy lên dùng gậy đập xuống. Phương Thành để ý nó chỉ có một con mắt, có thể lợi dụng để làm bẫy, trong phim người ta hay ném cát vào mặt kẻ thù để gây bất ngờ. Mặc dù không quang minh chính đại nhưng bây giờ sống là ưu tiên số 1. Phương Thành vung chân thật mạnh hất đống bụi cát vào mắt nó, bạch tuộc chi giả hét lên, đờ mờ, con người đúng là sinh vật đê tiện. Miễn là chiến thắng, quy trình tiến hành không quan trọng. Phương Thành đấm vào bụng nó khiến bạch tuộc chi giả đau đớn, nó liền nhảy khỏi cơ thể đang ký sinh. Phương Thành dùng cây thương, phi thẳng xuyên qua đầu của nó.
Bạch Tục Chi giả vẫn còn sống, nhưng nó giả vờ chết để lấy lại sức sống, con người ngu ngốc làm sao biết được chiêu trò này của nó chứ? Phương Thành tiến lại gần, ngay cả khi đối mặt với kẻ thù đã ngã xuống cũng không được mất cảnh giác, hơn nữa anh còn chưa nhận được skill. Bạch Tục Chi giả bị anh nhìn chằm chằm thì phát điên tấn công, nhưng đã quá muộn, Phương Thành đã tiễn nó lên đường, nhận được năng lực xúc tu. Một năng lực nghe biến thái nhưng có thể dùng nó để cố định kẻ thù hoặc làm dây thừng để leo trèo cũng hay. Sau khi tiêu diệt kẻ địch, Phương Thành lại trở về hình dáng con người, cả cơ thể đau nhức vì lần này không kích hoạt khả năng phục hồi của cơ thể. Chiến thắng này thật không dễ dàng, may mà có tổ tiên gánh còng lưng. Một lát sau, Phương Thành đi theo Google Maps cũng đã đến được hội thợ săn tiền thưởng, trên lưng là cái đầu bự trà bá của Bạch Tục Chi giả cùng vài con nhỏ hơn. Biết đường đi xa như thế thì anh đã không tiết kiệm chi phí vận chuyển rồi, con Bạch Tục Chi giả này đúng là não to, cái đầu cũng nặng như vậy. Phương Thành nhìn xung quanh toàn thợ săn chuyên nghiệp kiếm sống bằng cách săn tiền thưởng thì cũng thấy an tâm. Hai tên nhân viên nhận ra cái đầu của Bạch Tục Chi giả trên lưng anh, nhìn chằm chằm khiến Phương Thành nổi da gà. Họ tiến lại gần thấy anh chỉ là một đứa học sinh trẻ trâu làm sao có thể tiêu diệt được một con yêu quái cấp D chứ, liền quy chụp cho Phương Thành đã lấy trộm thành quả của người khác. Chẳng lẽ học sinh không thể đánh bại yêu quái sao? Phương Thành thẳng thừng hỏi họ. Hai tên nhân viên liền bắt bẻ yêu cầu anh lấy chứng chỉ hành nghề thợ săn, nhưng anh biết thừa trong quy định của công hội họ không có quyền kiểm tra giấy tờ tùy thân của người khác, nhất định là cố tình gây khó dễ cho anh. Thấy Phương Thành không trả lời, hai tên lao vào muốn hội đồng cướp lấy thành quả của anh. Phương Thành giật lùi ra phía sau trong tích tắc khiến hai tên nhân viên đang lao tới bị hụt tay. Hành động khiến đám đông liền chú ý, một ông bác đánh giá thân thủ của Phương Thành đúng là nhanh nhẹn, vác nặng trên lưng vẫn dễ dàng né được tập kích của hai người. Tiểu tử này, chạy đi đâu? Tên đầu chọc lao tới, cú đấm của hắn bị anh tóm lại bằng một tay, sau đó trả lại hắn bằng một cú đấm khác vào mặt. Tên có tóc thì tập kích từ phía sau, nhưng bị Phương Thành một tay quật ngửa nằm ra sàn. Tuy mọi người đều cảm thấy Phương Thành thân thủ rất tốt, nhưng ra tay với nhân viên hội đồng thì cũng phải gặp rắc rối. Dừng lại thôi, ông bác đi ra từ đám đông, đó là Châu Thiết, phó chủ tịch hội thợ săn. Hai tên nhân viên liền chạy lại mách lẻo, nói anh dở thói lưu manh dám ra tay với nhân viên hội đồng. Châu Thiết không hiểu vì sao hội thợ săn lại có hai tên mù mà còn đeo kính râm giao ai như chúng, không thấy được thực lực của Phương Thành lại còn muốn đổ oan cho anh. Quả thực đáng xấu hổ cho bộ mặt hội thợ săn, Châu Thiết quyết định sa thải ngay lập tức hai tên đầu moi này, thế là dân số thất nghiệp lại tăng lên. Phó chủ tịch liền hỏi han Phương Thành, với thân thủ tốt như vậy hẳn là cậu có năng lực thợ săn xuất sắc. Phương Thành ngập ngừng rồi quyết định thành thực nói, anh không có bất kỳ năng lực thợ săn nào, còn năng lực diệt quỷ của anh làm sao có thể để lộ trước công chúng được. Đám đông vừa bất ngờ vừa nghi hoặc, cho rằng anh đang che giấu điều gì mờ ám, chứ người bình thường làm sao không có năng lực mà lại diệt được quái cấp đây chứ. Nhưng Châu Thiết mỉm cười vỗ vai anh nói, tôi tin cậu. Sau đó ông liền dẫn anh đi nhận thưởng, vào một căn phòng đầy dãy xác quái vật và một cô gái tên Tiểu Nam phụ trách trao đổi phần thưởng. Phương Thành có thể nhận ra năng lực điều khiển đồ vật lợi hại của cô ta, hai thi thể anh vác đi muốn gãy xương mà cô ta nhấc lên như cọng lông. Phó chủ tịch đặc biệt cho anh tư cách đến thẳng phòng đổi phần thưởng mà không cần xếp hàng, còn lại thì anh tự lo. Phương Thành vô cùng cảm kích, anh rõ ràng là một học sinh bình thường không có năng lực, sao dám nhận lợi ích vậy chứ? Nhưng Châu Thiết tin tưởng và khen ngợi anh là vì hai người đều giống nhau, không có năng lực thợ săn. Phó chủ tịch tự hào về chiến tích trong quá khứ, kiên trì rèn luyện không ngừng đến mức trở thành phó chủ tịch của hội thợ săn, vượt qua hầu hết những thợ săn cùng thời. Phương Thành kinh ngạc, hóa ra cần cù bù siêng năng là có thật. Sau đó, Tiểu Nam nói về phần thưởng của anh, cái đầu của Bạch Tuộc Chi giả trị giá 100 vạn tệ, cộng thêm 10 con quái cấp E giá 30.000 và thêm 10.000 tiền thưởng cho Phương Thành. Tổng cộng 140.000 tệ đều chuyển vào thẻ ngân hàng, Phương Thành mừng rỡ cầm tấm thẻ chứa những đồng tiền đầu tiên kiếm được trên tay. Châu Thiết trước khi rời đi hẹn trước lần sau gặp lại sẽ dạy anh một số chiêu thức, tuy thân thủ nhanh nhẹn nhưng kỹ năng của Phương Thành vẫn hơi kém. Tiểu Nam thở dài, đàn ông đúng là vô vị, chỉ biết đến đánh nhau rồi luyện tập. Phương Thành khỏi nói vô cùng biết ơn Châu Thiết, sau này phải học hỏi từ ông ta thêm nhiều thứ, điều quan trọng hơn là bây giờ cần mang tiền về đưa cho chị gái. Trên đường trở về, bảng tin nóng hổi thu hút sự chú ý của Phương Thành. Đó là đoạn video anh Tần Đao Phong ở trung tâm thương mại, thế mà lại bị phát tán trên mạng, không những thế còn bị gọi là ma vương. Phương Thành há hốc miệng kinh hãi, đáng ra lúc đó anh nên trừ khử hai tên nhóc con kia mới phải, còn bày đặt giữ nhân tính làm cái nồi gì. Liên quan đến vụ việc của anh, Phó Cục trưởng Cục Săn Quái Độc Lang đã đưa ra chỉ thị săn bắt ma vương và kết án tử hình. Nhìn tấm ảnh của bản thân bị xé cùng lệnh truy nã khiến Phương Thành không khỏi lo lắng. Lúc này có hai luồng ý kiến trái chiều, người thì cho rằng ác quỷ làm sao có thể cứu người được, cũng có người cho rằng nên gọi ma vương là anh hùng. Vì dư luận đang xôn xao nên Phương Thành càng không thể để lộ thân phận, phải hết sức cẩn thận nếu không sẽ không được sống mà tiêu tiền nữa. Cuối cùng Phương Thành cũng về đến nhà, chị gái anh liền lo lắng vì đã nghe được một tin sốc. Chính là đoạn video anh nhảy study ở trung tâm thương mại với Đao Phong, sợ anh về muộn sẽ bị nó bắt đứng nhảy cùng. Phương Thành thở dài, chị ấy mà biết ma vương đó chính là anh thì không biết có đột quỵ hay không nữa. Anh liền đánh trống lảng, lôi ra tấm thẻ chứa 14 vạn tệ vừa kiếm được cho chị. Tự hào nói đây là số tiền kiếm được từ việc săn quái, từ bây giờ chị chỉ cần ở nhà quay TikTok thôi, tiền cứ để anh kiếm. Chị gái vô cùng mừng rỡ, thắc mắc anh đã thức tỉnh năng lực rồi hay sao, lại nói đánh nhau với quái vật vô cùng nguy hiểm, tuy có tiền nhưng sự an toàn của anh là trên hết. Phương Thành liền trấn an chị gái sẽ dùng số tiền này để đi trả nợ vay từ họ hàng sau khi cha mẹ mất. Nhắc đến cha mẹ,
Phương Thành sầm mặt, anh tự hỏi con yêu quái nào đã ra tay với họ. Nhưng chuyện này là một bí ẩn, theo thông tin còn lưu lại thì nó là một yêu quái dưới hình dạng ngọn lửa. Sau khi gây ra hỏa hoạn khiến hàng trăm người thành thịt nướng thì biến mất ở Đông Châu, đến nay chưa từng xuất hiện. Xem ra danh tính của nó không hề tầm thường, đồng nghĩa với việc nó khá mạnh, Phương Thành quyết tâm phải trở nên mạnh hơn để báo thù cho cha mẹ. Như đọc được suy nghĩ của anh, chị gái liền an ủi Phương Thành, họ bây giờ chưa đủ sức để trả thù, với lại chị cũng chỉ cần hai người sống cùng nhau một cách yên bình thôi. Hôm sau là thứ hai, Phương Thành lại đi học muộn, anh chạy như bay trên hành lang khiến nữ sinh cũng bị tốc váy. Cũng may đã kịp giờ vào lớp, mọi người đang bàn tán về vụ ma vương. Anh ngồi xuống ghế thở dài, các bạn cùng lớp méo biết rằng cuộc sống anh vô cùng mệt mỏi khi phải giữ hai thân phận cùng lúc, nhưng anh thực sự không phải ma vương khét tiếng gì đó đâu mà. Cậu thay đổi rồi, Lưu Nguyệt bước đến, cô cảm thấy anh đã khỏe hơn hai hôm trước. Ha ha, chắc cậu ảo giác rồi đó, Phương Thành cười trừ, trực giác của phụ nữ đúng là nhạy thật. Thiên Vũ cùng hai tên đàn em bước tới mỉa mai, ái chà, cặp uyên ương mới sáng sớm đã phát cơm chó rồi. Mấy ngày trước tôi nhẹ tay quá nhỉ, Lưu Nguyệt chuẩn bị dùng năng lực giã vào mồm bọn chúng tiếp thì Phương Thành liền ngăn lại, hôm nay để anh ra tay. Ê đồ chó lông vàng, Phương Thành gọi Trần Thiên Vũ khiến hắn nổi điên, không ngờ anh lại dám phản kháng mà còn chửi hắn thâm độc như vậy. Đừng tưởng có vợ ở đây mà hắn không dám đánh, Thiên Vũ phi bát cháo hành nóng hổi về phía Phương Thành. Anh dùng một tay đỡ lấy, lao lên úp thẳng vào mặt hắn, anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Thiên Vũ bắn ra xa 8 mét cùng cái miệng ngập cháo, hắn nổi trận lôi đình quát lên, thằng chó này. Hôm nay hắn sẽ dùng luôn năng lực thợ săn để trừng phạt Phương Thành, trong mắt hắn anh vẫn là một phế vật đang ra oai. Cú đấm sấm sét của Thiên Vũ bị Phương Thành dễ dàng né được, không quên châm chọc hắn một câu, mày là con của ốc sên hay gì. Sau đó trả lại hắn bằng một đầu gối vào bụng, Thiên Vũ lại lần nữa bị hất văng, lần này hắn đập cả người vào tường. Mày lấy đâu ra tốc độ và sức mạnh đó, Thiên Vũ thở hổn hển nói. Phương Thành tiến lại gần hắn, nói với hắn chân lý cuộc đời đó chính là đừng bao giờ coi thường người khác. Lưu Nguyệt hết sức bất ngờ, theo lý thuyết dù Phương Thành có tự mình huấn luyện khắc khổ đến mức nào cũng không thể đánh bại người có năng lực mạnh mẽ như Thiên Vũ. Lại nói đôi chân của anh khỏe đến thế, chẳng lẽ là anh đã thức tỉnh loại năng lực nào đó để tăng cường sức mạnh cho cơ thể sao? Cuộc chiến dừng ở đây, thầy giáo bước vào, hôm nay thầy đến muộn là vì vừa nhận được hiệu lệnh cho học sinh ra ngoài tập hợp để thí luyện đi săn. Cả lớp nhao nhao lên, đây là lần đầu tiên họ được đi thực hành. Còn Trần Thiên Vũ phải nhờ hai thằng đệ dìu đi, không quên đe dọa Phương Thành cứ chờ đó, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, huống chi hắn còn không phải chính nhân quân tử thì sẽ trở lại sớm thôi. Phương Thành thấy hắn bị đánh bầm dập đến thế vẫn cứng miệng, phải tìm cách diệt trừ sớm tránh để hậu họa về sau. Cả lớp được triệu tập đến cửa sau của học viện, cuộc thí luyện lần này cũng như một bài kiểm tra cuối kỳ thử cho họ. Ác quỷ lần này là quỷ thảo mộc cấp F, sau khi hạ nó có thể hấp thụ tinh hoa thảo mộc kích thích tiềm năng. Nghe đến cấp F thì cả bọn đều tự tin có thể đánh được 10 con quỷ thảo mộc, xem ra cuộc thí luyện quá đơn giản. Trái lại Phương Thành cho rằng mối nguy lần này không phải quỷ thảo mộc mà là sự cạnh tranh giữa học sinh, nhất là cái tên Trần Thiên Vũ háo thắng kia, vừa mở cửa đã dùng hết tốc độ lao vào để giành con mồi. Hai người Phương Thành cùng Lung Nguyệt đi thám thính xung quanh, nơi đây thế mà đầy rẫy xương người, theo lý thuyết thì bọn cấp F không thể giết người được, xem ra ở đây có ổn khúc gì đó. Đúng lúc này bọn chúng xuất hiện, Lung Nguyệt cũng cảm thấy bất thường, quỷ thảo mộc thường không xuất hiện nhanh như vậy. Phương Thành trốn ở phía sau đi, bọn chúng nhiều như vậy cậu không phải đối thủ của chúng đâu. Lung Nguyệt theo thói quen luôn đứng chắn trước Phương Thành, nhưng lần này anh quyết định sẽ bảo vệ cô thay cho những lần trước. Vừa di chuyển vừa tung nắm đấm, trong nháy mắt Phương Thành đã diệt trừ xong những con phía trước. Trong lúc đó những con khác lao từ phía sau Lung Nguyệt, cô còn chưa kịp nhận ra thì Phương Thành đã tiêu diệt chúng. Đánh với quỷ thảo mộc cũng như đi quét lá vậy, so với Đao Phong và Bạch Tuộc Chi giả thì đám cấp F này quá yếu. Làm sao mà cậu có thể mạnh lên chỉ sau vài ngày vậy? Lung Nguyệt lần đầu cảm thấy Phương Thành đang đứng trước mặt cô kỳ lạ. Nhưng anh không thể kể với cô được, chỉ để lại một câu, con người lúc nào cũng thay đổi. Sau đó cả hai hấp thụ tinh hoa thảo mộc, đang yên ắng bỗng nhiên có tiếng động truyền từ phía xa đến. Những bạn học đang cắm đầu cắm cổ chạy, còn ra hiệu cho hai người mau chạy đi nếu không muốn chết. Lung Nguyệt xoay xoay cổ tay, cuối cùng cũng đến lượt cô thể hiện cá tính rồi. Nhưng Phương Thành không nghĩ vậy, lần này là một con quỷ thụ cấp D, anh không thể đánh trong hình dạng con người được. Lung Nguyệt kinh ngạc khi thấy bóng dáng con quỷ khổng lồ trước mắt, Phương Thành không nghĩ được gì khác, 36 kế chuồn là thượng sách. Chỉ có kẻ hèn nhát mới bỏ chạy thôi, một thợ săn thực sự phải đối mặt với ác quỷ và sinh tử, Trần Thiên Vũ không biết nhảy từ bụi nào đứng chắn trước mặt hai người họ. Lung Nguyệt tự hỏi có phải não hắn bị bay sau khi bị Phương Thành bón hành hay không nữa. Có vẻ là vậy rồi, Thiên Vũ hôm nay là muốn vượt cấp diệt quỷ, cấp D thì cũng chỉ hơn một cấp thôi. Những học sinh khác ngồi từ xa quan sát, nhìn mặt Thiên Vũ không đáng tin lắm chỉ được cái mõm thôi. Hắn cầm cây giáo mới chế ra từ khúc gỗ lao lên, tính đâm vào quỷ thụ thì bị nó túm lại như một con ruồi, sau đó bị thả rơi tự do từ trên cao. Hai tên đàn em hốt hoảng gọi tên hắn, Thiên Vũ méo miệng quát lên, đứng đâu ra đấy làm méo gì, mau đến cứu tao. Kết quả là cả ba đứa bị quỷ thụ đá bay ra xa 8 mét. Lung Nguyệt nhân cơ hội hắn đấu với quỷ thụ xem xét, Thiên Vũ cấp E nhưng khoảng cách cấp bậc vẫn quá lớn. Sau tất cả lại đến lượt Phương Thành phải ra tay. Thấy không có hy vọng, những học sinh khác liền chạy đi tìm giáo viên, hai tên đàn em cũng kéo Thiên Vũ đi trong khi hắn đang bức xúc. Buông tao ra, nếu được Phương Thành và Lâm Lung Nguyệt bảo vệ thì tao thà chết còn hơn.
Trong lúc đó Lung Nguyệt đã mở đầu trận chiến, cơn lốc của cô cũng không làm nó lung lay. Theo quan sát của Phương Thành, quỷ thụ được bao bọc bởi vỏ cây héo sơ cứng, nếu không có đao diệt quỷ thì khó mà chém đứt được. Đến lượt quỷ thụ phản công, nó dùng hai tay đập mạnh xuống mặt đất tạo ra cơn địa chấn cùng cát bụi mịt mù. Phương Thành nghiến răng, nếu không biến thành diệt quỷ thì không thể đánh được, nhưng ở đây còn có cả Lung Nguyệt nữa. Cô vẫn đang đối phó với quỷ thụ, nhưng sức mạnh cấp E quả nhiên không xi như gì. Hết cách, Phương Thành chỉ đành kéo Lung Nguyệt ra chỗ khác. Đúng lúc này quỷ thụ dựng lên mộc lao ngăn cách hai người, những hàng cây khô cứng cáp cao gần 20 mét chắn trước mặt Lung Nguyệt. Cô đứng ở bên ngoài liên tục dùng sức mạnh gió để phá hủy mộc lao, nói Phương Thành hãy cố gắng giữ mạng. Nhưng bây giờ chưa biết ai mới là người cần phải giữ mạng, vì Phương Thành đã biến hình thành diệt quỷ, dùng đao diệt quỷ dễ dàng chém đứt cánh tay của quỷ thụ. Quỷ thụ nghiến răng ken két, nhưng cánh tay cũng nhanh chóng hồi phục. Phương Thành không lường trước được chuyện này, nhưng nó cũng cần một thời gian mới hồi phục hoàn toàn, anh sẽ tận dụng thời cơ đó. Phương Thành liên tục chém, quỷ thụ liền xuất chiêu đẩy Phương Thành ra xa để hồi phục thân thể. Thời cơ đã đến, đây là thời điểm tốt nhất để phản công, tuy ở khoảng cách xa nhưng không có nghĩa là anh không chém được. Phương Thành kết hợp xúc tu cùng thanh đao, kéo dài thanh đao xuyên thẳng qua lõi của quỷ thụ, chém đứt đôi người nó. Quỷ thụ không thể phục hồi, chỉ đành xuống suối vàng, còn anh nhận được năng lực triệu hồi quỷ thảo mộc và tăng tốc độ phục hồi cơ thể. Sau khi quỷ thụ bị tiêu diệt thì rơi ra tinh hoa thảo mộc, đúng là hàng ngon để kích thích tiềm năng. Phương Thành đang thưởng thức thì Lung Nguyệt phá mộc lao ngầu lòi bước vào, chị đến cứu chú đây. Nhưng bên trong chỉ còn mỗi mình anh, Phương Thành gãi đầu, tí nữa thì bị bắt quả tang đang ăn mảnh. Để giải thích, Phương Thành liền nói bản thân đã thức tỉnh nên mạnh hơn chút, hơn nữa là do quỷ thụ bất cẩn nên anh nhân cơ hội đánh bại nó. Lung Nguyệt vẫn không thể tin được, vài ngày trước anh còn là một người bình thường không có năng lực gì cơ mà. Chỉ là cấp D thôi, chưa được tính là mạnh đâu, còn có cấp A cấp S nữa mà, Phương Thành đánh trống lảng. Thế mà lại thuyết phục được Lung Nguyệt, hoặc là do cô ấy bị con à nhầm, bị tình yêu làm mờ con mắt. Sau khi rời khỏi khu rừng, thầy giáo đặc biệt tuyên dương anh và Lung Nguyệt nhờ dũng cảm chống lại quỷ thụ. Cả lớp nhao nhao lên, ai cũng cho rằng công lao là của Lung Nguyệt còn Phương Thành chỉ là hít kẻ thôi. Kẻ tức nhất phải là Trần Thiên Vũ, vừa bị mất mặt vừa cảm thấy ghen ghét với anh. Đúng lúc này một người mặc vest đến tìm Phương Thành, anh cảm thấy có gì đó không lành sắp xảy ra, đây là lần đầu tiên có người nào khác ngoài chị gái đến tìm anh. Ở trên trường Độc Lang đang đợi ai đó, mà người hắn đợi chính là Phương Thành. Nhìn thấy Độc Lang, anh liền nhớ ra hắn là kẻ tung lệnh truy nã Ma Vương anh đây, lần này đến tìm có phải là đã bị lộ rồi không, nhưng đến nước này rồi thì anh cũng đành bó tay. Độc Lang thấy anh đến thì vào luôn chuyện chính, hóa ra lúc Phương Thành cứu một bé gái khỏi Đao Phong đã bị ghi lại, bọn họ dựa trên manh mối tìm ra anh. Phương Thành cố nặn ra một nụ cười ngờ nghệch, à, chuyện nhỏ thôi, dù sao hành động dũng cảm cũng là đức tính truyền thống của chúng ta mà. Nhưng sau khi cậu cứu cô bé, một con quỷ xanh đã giết chết Đao Phong, câu nói của Độc Lang khiến Phương Thành giật thót tim, nói đến mức này không phải thực sự đã bị phát hiện thân phận đó chứ. Phương Thành cười không chút giả chân nói, à, con quỷ xanh mà được gọi là Ma Vương ấy hả, tôi có thấy trên top rồi. Lung Nguyệt tò mò đi theo, thấy anh đứng nói chuyện với những người ở tổ chức săn quỷ thì không khỏi thắc mắc. Độc Lang ghép nối từng chi tiết, hắn chắc chắn anh đã chạm mặt Ma Vương nên yêu cầu Phương Thành kể lại toàn bộ câu chuyện full HD không che cho hắn. Phương Thành quyết định làm liều, anh thừa nhận đã gặp mặt con quỷ xanh đó sau khi cứu được bé gái, thậm chí còn nói bản thân đã ở trong bóng tối quan sát trận chiến của hai con quái vật. Độc Lang châm điếu thuốc tỏ vẻ bình thản hỏi tiếp, vậy sau đó nó đi đâu? Sau đó Ma Vương rời khỏi hiện trường rồi biến mất, Phương Thành nói dối không chớp mắt. Nhưng mọi thứ không thể qua khỏi Độc Lang một mắt, hắn đã kiểm tra toàn bộ camera nhưng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Ma Vương. Thế nên hắn mạnh dạn đi đến một kết luận điên rồ, chắc chắn lúc đó Ma Vương không rời khỏi hiện trường mà trở thành một với cậu. Đúng lúc này một bàn tay khổng lồ được hắn triệu hồi nhắm về Phương Thành, thực lực phải ngang ngửa cấp A khiến anh không thể trốn thoát, cứ thế bị nó tóm gọn. Lung Nguyệt hốt hoảng lao ra nhưng cũng bị chặn đứng, Độc Lang đằng đằng sát khí nhìn cô, người ngoài cuộc không được phép can thiệp vào công việc của tổ chức săn quỷ. Mẹ kiếp, Lung Nguyệt thầm chửi thề, nếu cô không yếu hơn thì đã cho hắn một bạt tai rồi. Phương Thành cầu xin như mình là người bình thường, nhưng Độc Lang không để vào tai, hắn chỉ tin vào những gì hắn tận mắt chứng kiến, thế nên đây là bài kiểm tra hắn dành cho Phương Thành. Bàn tay bóp chặt lấy thân thể Phương Thành, lúc này anh không thấy đau mà chỉ thấy hoảng loạn, nếu bị phát hiện thì thể nào cũng bị bắt đem về phòng thí nghiệm khỏa thân làm chuột bạch cho xem. Phương Thành còn chưa biết phải xử lý ra sao thì Độc Lang đã có câu trả lời, khác hẳn với những gì hắn dự đoán. Từ anh không phát ra một chút hơi thở nào của quỷ, chẳng lẽ một người thông minh sáng suốt tự cao tự đại như hắn lại suy đoán sai sao? Độc Lang thu hồi bàn tay rời đi, không thèm nói một lời xin lỗi khiến Lung Nguyệt bức xúc thay anh. Tiểu tử, lần sau có cơ hội thì gặp lại, Độc Lang nói với Phương Thành, nhưng anh nằm mơ cũng không muốn gặp lại hắn, cuộc đời anh mới tốt lên chưa được bao lâu mà. Lung Nguyệt quay sang hỏi han tình hình anh, Phương Thành giả bộ thở phào nhẹ nhõm nói, cây ngay không sợ chết đứng mà, hy vọng sau này tổ chức săn quỷ không đổ oan cho mọi người nữa. Quá nhiều chuyện khiến tinh thần hai người ngày hôm nay căng như dây đàn, Lung Nguyệt liền rủ anh tối nay ra ngoài ăn uống thư giãn đầu óc, dù sao cũng lâu rồi họ chưa ăn cùng nhau. Phương Thành liền gật đầu. Thế là tối hôm đó cặp đôi trẻ dắt nhau đi dạo, ánh trăng đêm nay khiến cảnh đẹp hữu tình nhưng không đẹp bằng Lung Nguyệt, đúng là bạn thân khác giới cũng sẽ có lúc thấy động lòng. Trên phố trai gái nắm tay ôm ấp khiến Lung Nguyệt đánh liều, chủ động nắm tay anh, Phương Thành lần đầu được trải nghiệm cảm giác này liền hỏi cô, chúng ta là đang hẹn hò sao?
Lưu Nguyệt ấp úng gật đầu, trong lòng thầm chửi tên đầu gỗ sống trên đời 18 năm chưa biết mùi gái là gì hay sao. Đúng lúc này cả hai bắt gặp Tiểu Nam của hội thợ săn, tuy chưa có gì xảy ra nhưng linh cảm mách bảo ca này khó à nha. Cả hai cô gái đồng thanh hỏi Phương Thành, cô ấy là ai? Tiểu Nam trong lòng có chút hụt hẫng, thấy Phương Thành vừa ngon trai vừa giỏi kiếm tiền, đang định xin phở bò làm quen thì lại gặp cảnh anh tay trong tay với cô gái khác. Phương Thành liền nói Lưu Nguyệt là thanh mai trúc mã của mình, cũng là bạn học ở học viện. Tiểu Nam nghe xong thở dài, những chàng trai có thanh mai trúc mã thì đã định sẵn là lấy người đó làm vợ rồi, cơ hội của Tiểu Nam coi như bằng không. Nếu đã thế cô cũng không cần phải để tâm nữa, dù Phương Thành mời cơm nhưng dứt khoát rời đi, không quên gửi lời của Phó hội trưởng Châu, hẹn anh khi nào rảnh thì hai người cùng nhau luyện vài skill. Phương Thành vui vẻ chào tạm biệt, trở lại với món ăn chính ngày hôm nay, ý tôi là thịt nướng chứ không phải như những gì mấy bạn đang nghĩ đâu. Lưu Nguyệt không hiểu sao lại cảm thấy hơi mệt, hằng ngày hành đám con trai ra bã cũng không sao, hôm nay chỉ gặp tình địch một phút đã cạn kiệt sức lực. Phương Thành liền ngỏ ý muốn cõng cô, Lưu Nguyệt nhân cơ hội cưỡi lên vai anh khiến anh không đỡ được. Cả hai lại nhớ lại ký ức lúc nhỏ, Lưu Nguyệt cưỡi trên vai anh thích thú, sau đó anh lại không may dẫm phải vỏ chuối khiến cả hai ngã lăn ra đất. Lưu Nguyệt liền khóc nhè, anh lại dùng sô cô la dỗ dành cô, cả hai đều cảm thấy vui vẻ. Ngẫm lại đã bao nhiêu năm trôi qua, cô bé khóc nhè ngày nào đã lớn tướng như vậy rồi. Sau đó hai người vào quán BBQ, Phương Thành ăn đến mức no vỡ bụng, cả buổi chỉ biết ngồi ăn mà không nói chuyện gì khiến Lưu Nguyệt bực bội. Đúng lúc này hai người vừa mới đến ngồi bàn tán về thi thể cháy khét ở đoạn đường gần đây, lại còn bị treo lên cột điện rất thảm hại. Phương Thành bất giác nhớ về ba mẹ anh, cũng là bị lửa thiêu đến chết, bây giờ nghe những chuyện này cũng có cảm giác kỳ lạ. Lưu Nguyệt liền muốn ra chỗ hiện trường xem xét, biết đâu lại có liên quan đến hung thủ năm đó ra tay với bố mẹ anh. Hiện trường đông đúc, mùi thịt cháy khét bốc ra từ thi thể, là một thi thể nữ. Người đi đường chỉ biết chửi rủa tên hung thủ quá tàn nhẫn, Phương Thành lại cảm thấy tên hung thủ cố tình treo xác trên phố để khiến dân tình hoang mang. Trái lại Lưu Nguyệt mặt mũi tái mét, cô nhận ra ký hiệu trên trán của thi thể là hoa văn đặc trưng của giáo hội ác quỷ. Người ta nói rằng đó là một tổ chức bí mật được thành lập bởi một nhóm ác quỷ, hơn nữa có rất nhiều cái chết của dân chúng liên quan đến giáo hội đó. Thành viên của chúng đa số là ác quỷ đẳng cấp cao, sau mỗi lần hành động đều để lại hoa văn hình mắt ở hiện trường. Phương Thành nghĩ đến ba mẹ năm đó cũng bị thiêu chết trên đường, không biết có liên quan gì đến sự việc lần này hay không. Từ phía ngoài đám đông, một kẻ mặc đồ đen khả nghi với hoa văn giáo hội bước đến, ném xuống một cái túi sách. Chiếc túi sách đột nhiên bốc cháy phừng phừng, ngọn lửa không ngừng lan ra mãnh liệt với tốc độ nhanh chóng. Những người ở gần đều đã bị cháy khét, Phương Thành cùng Lưu Nguyệt ở phía xa liền chạy đi khỏi cơn lốc lửa. Đúng lúc này anh bắt gặp bóng đen khả nghi đang chạy về phía con hẻm nhỏ, anh liền đuổi theo hung thủ. Hắn thấy có người đuổi theo thì bất ngờ, nhưng ngay khi bị Phương Thành tóm được thì tự thiêu bản thân. Phương Thành ngỡ ngàng, hắn ta thà tự thiêu cũng không chịu đầu hàng, rốt cuộc cái giáo hội ác quỷ đó làm sao có thể khiến người ta phục tùng tuyệt đối như vậy. Lưu Nguyệt đuổi theo sau, cô thấy tên này chỉ là một con rối thôi, xem ra hung thủ thật sự đã trốn sau bóng tối, mà có lẽ không chỉ có một con rối như thế này đâu. Sau cơn lốc lửa mọi thứ hoang tàn, đội cứu hộ đến nhưng cũng chỉ để đi nhặt xác. Hai tên trẻ trâu mới đến liền giơ điện thoại livestream top top, mùi thịt nướng thơm ghê, cồn cào cả bụng rồi. Công an liền lao đến nạt cho hai thanh niên một trận, hôm nay quay video, ngày mai bị thiêu lúc nào không hay. Sau sự cố ngày hôm nay, Phương Thành quyết định ngày mai sẽ tìm gặp phó hội trưởng, có lẽ ông ta biết được vài thứ, nhờ Lưu Nguyệt xin phép nghỉ học. Ngày hôm sau tại hội thợ săn, Phương Thành giao lưu vài skill với Châu Thiết, thân thủ nhanh nhẹn né được cú đấm bên trái của ông. Khi cậu né cú bên trái thì đừng quên ta còn bên phải nữa chứ, nói rồi Châu Thiết đấm thẳng về phía Phương Thành trong lúc anh không phòng bị. Phương Thành chịu thua, ngồi một chỗ ỉu xìu, Châu Thiết đem nước đến nhân tiện hỏi han đôi lời. Anh lân la dò hỏi ông ta vụ thiêu người trong thành phố tối hôm qua. Châu Thiết gật đầu, đương nhiên là biết rồi, thủ pháp lần này y hệt với Viêm Ma kẻ đã phóng hỏa ở thành phố 5 năm trước. Nghe tới vụ phóng hỏa trên phố 5 năm trước khiến Phương Thành không giữ được bình tĩnh, anh cầu xin ông nói cho anh mọi thứ về Viêm Ma. Chắc chắn hắn là kẻ ra tay khiến bố mẹ anh bị thiêu cháy trong năm đó, thù này anh không báo thì không phải là người. Thấy anh căm hận Viêm Ma như vậy, Châu Thiết liền ngồi xuống kể lại. Năm đó hắn phóng hỏa thiêu chết 150 người, dưới sự trợ giúp của giáo hội ác quỷ đã trốn sang nước ngoài, nhưng ở đó hắn cũng gây ra hơn 10 vụ phóng hỏa khác, sức mạnh đã lên đến cấp C. Bây giờ hắn trở lại sau 5 năm, lại còn xảo quyệt hơn, có sự trợ giúp của giáo hội như hổ mọc thêm cánh, muốn tóm được cũng không phải dễ. Phương Thành đã quyết thù này phải báo, dù Viêm Ma trốn ở ngóc nào anh cũng phải tìm bằng được. Anh quyết tâm rứt áo ra đi, vừa truy tìm hắn vừa rèn luyện, anh không đủ kiên nhẫn để chờ đợi được nữa. Châu Thiết nghe thế cũng ủng hộ hai tay, trong lòng không khỏi tán dương anh, đúng là người mà ông ta nhìn có khác. Chiều hôm đó Phương Thành lập tức đến kho vũ khí trang bị thêm vài món đồ, lần này xác định lành ít dữ nhiều, có phòng bị vẫn tốt hơn. Bản tin đưa tin khẩn cấp, trong thành phố xảy ra vô cùng nhiều vụ phóng hỏa, thương vong đã lên tới 270 người. Đúng như anh nghĩ, không chỉ có một con rối, mà còn có nhiều tên khác đang trực chờ để thiêu đốt con người. Tuy được cảnh báo nhưng có vẻ người dân không quan tâm mà vẫn ra ngoài đông đúc, lại thành miếng mồi béo bở cho chúng. Cuối cùng không thể thiếu chính là tạm biệt chị gái, Phương Thành đến chỗ làm nói bản thân sẽ đi rèn luyện xa nhà một thời gian. Chị Liên dặn dò anh phải cẩn thận, đừng để bản thân làm món thịt nướng bóng đêm. Phương Thành gật đầu, sau đó lôi ra chiếc iPhone 15 Pro Max mới mua cho chị để giữ liên lạc, sau này còn biết được tình hình chị ở nhà.
Nhìn bóng lưng anh rời đi, chị gái cảm động khi thấy đứa em trai đã trưởng thành hướng ngoại hơn, cầu mong anh sẽ sớm đạt được mục tiêu anh theo đuổi. Xế chiều hôm đó, Phương Thành đi đến thị trấn bỏ hoang ở ngoại thành, nơi tình báo hội thợ săn cung cấp cho anh. Ở đây hội tụ anh tài từ cấp C trở lên, là thiên đường cho những thằng máu liều nhiều hơn máu não như anh. Đi một đoạn, Phương Thành liền ngửi thấy mùi máu tanh, xem ra đã đến khu vực săn mồi của ác quỷ rồi. Một con quỷ đầu người khổng lồ lao tới từ phía sau, anh liền nhảy sang một bên né cú đấm của nó. Đúng lúc này một phi tiêu sắt to chà bá bay tới, Phương Thành rút đao chặn lại. Hóa ra nhận đầu người còn có bạn thân là khỉ đầu chó đi cùng, hai đánh một nhưng đừng quên anh là nam chính. Khỉ đầu chó lại ném liên tiếp vài cái phi tiêu về phía Phương Thành, anh dùng đao đỡ từng cái một, thế mà tất cả đều không phải ảo ảnh. Chưa nghỉ chân được 5 giây thì nhận đầu người lại nhảy lên lấy thịt đè anh, cũng may anh tránh được, nhưng cũng không thể chống lại tên khỉ đầu chó mới nhảy vào, trong một nhát thanh đao của Phương Thành vỡ vụn. Anh liền ném thanh đao rẻ tiền đi, vốn không định biến hình nhưng biết sao được, phải cho chúng biết thế nào là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Phương Thành dựng một đống gai nhọn từ dưới mặt đất lên khiến chúng mắc kẹt, sau đó dùng tốc độ bàn thờ lao đến. Khỉ đầu chó vội vàng phi hai con quay, lần này Phương Thành không đỡ nữa, mà anh trực tiếp túm lấy phi tiêu ném trả cho nó, mỗi đứa mất đi vài bộ phận trên người. Gái nữa đi xem nào, trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu thôi, Phương Thành tiếp tục dùng xúc tua túm lấy bọn chúng, quật cả hai xuống đất khiến chúng như muốn thịt nát xương tan. Nhận đầu người liền phun khí độc về phía Phương Thành, anh ở bên trong không si như gì, trái lại khói độc lại giúp anh ẩn nấp rồi ra đòn bất ngờ. Hai đứa vô tri còn đang cười sung sướng vì nghĩ đã tiêu diệt được Phương Thành, ai ngờ một giây sau anh lao từ trong sương khói ra chém người nhện thành bốn khúc bằng nhau. Khỉ đầu chó thấy thế liền cong đuôi chạy, Phương Thành liền cầm cây giáo phi về phía nó, xuyên qua người khỉ đầu chó khiến nó một đi không trở lại. Sau trận này Phương Thành có được năng lực phi tiêu, xương đen và tăng được một chút nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn này lại có thể dùng trong lúc trạng thái con người khiến anh vui mừng, xem ra cũng không phí công. Ha ha ha, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở đằng sau, giọng nói vang lên phía sau khiến Phương Thành giật mình, anh vẫn còn đang ở trạng thái diệt quỷ. Bốn thanh niên áo đen từ đâu chui ra, tên cầm đầu khẳng định Phương Thành chính là tên ma vương da xanh đang hot trên top top mấy hôm nay. Giao con mồi ra đây rồi bọn tao sẽ thả mày đi, chống cự là bụng bự. Phương Thành đã lường trước chuyện bị bắt gặp lúc đang hành sự rồi, những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười thật tươi rồi chém từng đứa một. Bọn chúng thấy anh cứng đầu liền chuẩn bị xông lên hội đồng, dù sao cái đầu của Phương Thành đang được giao bán trên sàn ca mà. Ngửi thấy rồi, ta ngửi thấy khí tức diệt quỷ rồi, một con quỷ đầu dê cưỡi mô tô lao tới. Nó vác thanh đao rồi chém bốn thanh niên áo đen thành từng mảnh như chém đậu phụ. Nhìn mấy cái đầu rơi lả tả khiến Phương Thành kinh hãi, một chém đã hạ bốn tên thợ săn cấp D, con dê này chắc chắn không phải ác ma bình thường. Đầu dê nhìn anh nói chuyện, thật không ngờ diệt quỷ hống hách bây giờ lại ký sinh trên người một thằng nhóc. Phương Thành nghe thế liền tò mò hắn là ai mà lại biết danh tính của diệt quỷ. Đầu dê trả lời, ta là ai không quan trọng, quan trọng là có quan trọng hay không. Hắn chĩa mũi kiếm về phía anh, nói rằng diệt quỷ tình kiếp là kẻ mạnh nhất ma giới, được coi là bất khả chiến bại, nhưng vì kết thù với cả ma giới nên bị hội đồng. Nghe vậy xem ra ngươi muốn đoạt lấy sức mạnh của diệt quỷ sao? Phương Thành vào thẳng vấn đề. Đầu dê cười nham hiểm thừa nhận, thế là cả hai lại bước vào cuộc chiến mới. Hắn cưỡi xe phi về phía anh, chịu thua đi, ngươi không xứng có được sức mạnh diệt quỷ đâu. Một nhát chém của hắn khiến mặt đất nứt ra, cũng may anh né kịp, nhưng đòn tiếp theo thì phải đỡ, cả người bị đẩy lùi về phía sau mấy bước. Đối diện với kẻ địch cấp C, hình dạng hoàn chỉnh của diệt quỷ được triệu hồi, sức mạnh cũng tăng lên đáng kể. Phương Thành phi tiêu về phía hắn, nhưng không si như gì, đã thế còn bị hắn mỉa mai, ha ha, đạo cụ múa rối này cũng dám mang ra chiến đấu sao? Nói rồi hắn ném trả về phía Phương Thành, anh dùng xúc tua dẻo dai đỡ lấy rồi lại vung về phía đầu dê. Nước đi này nó không lường trước được, thế là trên mặt được kỷ niệm một vết sẹo dài. Trò chơi nên kết thúc ở đây rồi, đầu dê vặn hết ga lao về phía Phương Thành, anh còn chưa kịp thu lại xúc tua thì đã bị hắn chém một nhát trước ngực. Máu tươi cứ thế trào ra, kỳ lạ thay anh lại cảm nhận máu ác ma đang chảy trong con người anh, trong hình dạng diệt quỷ bị trọng thương lại kích thích tiềm năng khác. Đầu dê chém trúng Phương Thành thì cười như được mùa, anh ở phía sau hắn sức mạnh diệt quỷ đang phun trào trong cơ thể anh, một hình dáng mới đang dần được nâng cấp, nhìn Phương Thành phải gọi là ngầu lòi. Đầu dê thấy sau lưng có gì đó sai sai, quay lại liền gặp cảnh Phương Thành đang triệu hồi sức mạnh mới, không ngừng tăng nhanh đến mức áp đảo. Đại não không ngừng ra lệnh cho anh hạ gục đầu dê khiến Phương Thành bực bội, không cần nó phải nhắc anh cũng sẽ làm như vậy. Tốc độ của Phương Thành phiên bản 2.0 còn nhanh hơn cả tốc độ xe mô tô của đầu dê, Phương Thành hất văng nó xuống khỏi cái xe, đồng thời trả lại vết chém sâu vào giữa ngực nó. Đầu dê chống đao đứng dậy cay cú, sống trên đời 700 năm rồi mà chưa gặp trường hợp nào như thế này. Phương Thành tràn ngập cảm giác hưng phấn muốn chém giết, trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu. Hai bên đọ kiếm xem của ai to hơn, nhưng số lượng hơn chất lượng, với hai thanh kiếm Phương Thành đã đẩy lùi đầu dê. Ngay lập tức anh kết hợp xúc tua và gai giam giữ đầu dê khiến hắn cay cú, thế này còn gì là công bằng nữa. Cứ tưởng hôm nay có món thịt dê hấp thì hắn cho gọi ngựa sắt của mình, từ phía sau chiếc xe mô tô tự lái lao đến, xòe ra hai cái cánh sắc nhọn chém đứt xúc tu của Phương Thành. Đầu dê còn đang tự khen bản thân thì Phương Thành lại dùng chiêu khác, làn xương đen vừa lụng được từ nhện đầu người bao phủ lấy hắn. Đầu dê ra lệnh cho ngựa chiến mở đường, Phương Thành nhảy lên tránh được, đâu ai dùng một quân bài hai lần đâu. Bây giờ mới là đòn quyết định thắng bại, anh nhảy lên chém xuyên người đầu dê. Hắn gục xuống đất máu tươi chảy thành vũng,
tên danh bỉ ổi vì chiến thắng mà không từ thủ đoạn. Hắn muốn cầm chuôi kiếm đứng dậy nhưng không còn chút sức lực nào. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận sự thất bại, mà đối với kỵ sĩ như đầu dê thì đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất, hắn thà chết còn hơn. Phương Thành chưa kết liễu hắn vội, thấy hắn cũng có hiểu biết nên hỏi về thông tin của Viêm Ma. Đầu dê không biết vì sao anh lại cần thông tin về Viêm Ma, nhưng vẫn cung cấp một số thứ cho anh. Viêm Ma là tinh anh của giáo hội ác quỷ, mặc dù đầu dê và hắn đều là cấp C nhưng thực lực kém hơn rất nhiều. Đó là dựa theo phân cấp chi tiết, trong cấp C còn có 3 cấp khác, đầu dê chỉ là hạ cấp còn Viêm Ma là trung cấp, muốn đánh bại còn khó hơn lên trời. Khó hơn lên trời sao? Phương Thành mỉa mai, đúng là cách nói của những kẻ thất bại. Trước kia Phương Thành hèn yếu nhẫn nhịn mọi sự chèn ép đau khổ, nhưng anh chưa từng một lần từ bỏ. Cũng may ông trời cho anh sức mạnh diệt quỷ bá cháy bọ chét này, nếu một con quỷ cấp C trung cấp mà anh cũng sợ hãi thì còn làm được trò trống gì nữa. Đầu dê thấy anh cũng có dã tâm, không chịu khuất phục, hắn đã bại trận thì không có tư cách gì để dạy đời anh, chi bằng để anh trực tiếp kết liễu. Nhưng Phương Thành không thèm, giết một kẻ thất bại chỉ làm bẩn tay anh mà thôi. Vậy sao, nếu ngươi có hứng thú thì có thể nhận lấy món quà đến từ kẻ bại trận này, đầu dê nói xong tự thiêu, dù sao hắn cũng không thể sống được. Ngày hôm nay lại gặp được một người chí cao như Phương Thành không khỏi cảm kích, liền biến thành một thanh ma kiếm nguyện đi theo anh. Phương Thành đón nhận thanh kiếm, có cảm giác tinh thần phù hợp, như người kiếm hợp nhất, không hổ danh vũ khí mang sức mạnh của sự sống. Ha ha, xem ra ngươi cũng khá đấy chứ, tẩy não kẻ xấu để hắn tự dâng xác làm vũ khí, giọng nói vang lên khiến Phương Thành giật mình. Bình thường giọng nói của dịch quỷ cứ như chị Google, sao hôm nay lại giọng điệu như bọn trẻ trâu thế này? Một thứ gì đó chui ra từ cơ thể anh, dần dần thành hình, một con quỷ tí hon sức sược, gặp đại ca còn không mau quỳ xuống. Phương Thành giật mình, quái đạn, đây là dịch quỷ phiên bản trẻ nghe à? Dịch quỷ điên tiết quát lên, ai cho nhà ngươi gọi thẳng tên của ta, vị vua vĩ đại của quỷ giới? Phương Thành không quan tâm nó là ai, nhà ở đâu, chỉ thắc mắc nó có phải bản thể của dịch quỷ hay không. Nó thở dài, bởi vì hiện tại nó chỉ là một linh hồn bơ vơ không nơi nương tựa, đi lang thang lại bị sức mạnh thù hận trên người anh thu hút, nó liền ký sinh lên người Phương Thành. Chỉ cần anh không ngừng làm thịt quỷ dữ thì nó có thể hấp thụ khí tức của chúng, sớm ngày lấy lại cơ thể. Tuy nó là một kẻ tính toán nhưng Phương Thành cũng không còn cách nào khác để trở nên mạnh hơn một cách nhanh nhất, nếu làm việc cẩn thận chắc sẽ không sao đâu. Thế là anh quyết định ký hợp đồng với diệt quỷ, anh giúp nó khôi phục cơ thể, còn nó giúp anh diệt trừ Viêm Ma báo thù cho cha mẹ. Diệt quỷ đúng thật là quỷ của quỷ, nó không những muốn diệt trừ Viêm Ma còn muốn làm thịt cả bọn giáo hội ác quỷ cho đỡ ngứa mắt. Chẳng lẽ ngươi cũng có thù với giáo hội đó sao? Diệt quỷ gật đầu, nó và giáo hội không thể đội trời chung, tên giáo hoàng lãnh đạo chúng chính là kẻ cầm đầu cho vụ phục kích diệt quỷ. Nếu nó vẫn ở thời kỳ đỉnh cao thì ma giới và nhân gian làm gì đến lượt giáo hoàng thống trị. Phương Thành không ngờ lại có kẻ lãnh đạo cả quỷ giới lật đổ ngôi vua, không biết là thần thánh bên nào. Ngươi chỉ cần biết nó là kẻ lươn lẹo bậc nhất thôi là được rồi, diệt quỷ trả lời một cách gợi đòn hết sức. Bây giờ nó yêu cầu hai người lập ra 3 quy ước để dễ hoạt động. Diệt quỷ giúp anh nâng cao năng lực chặt đầu tên Viêm Ma, sau khi thành công thì anh phải giúp nó lật đổ giáo hoàng và giáo hội. Nghe thôi là thấy rén, diệt quỷ vỗ vai tự tin nói, ngươi sợ là đúng rồi, thông thường loại chuyện đạp đổ bát cơm của người khác chỉ có ta mới dám làm thôi. Phương Thành cũng muốn chờ đợi thời cơ thích hợp để lật đổ giáo hội đó, dù sao để lại thì cũng không giúp ích được gì cho xã hội. Thấy tinh thần anh như thế, diệt quỷ rất hài lòng, không hổ danh là kẻ lọt vào mắt đỏ của nó. Tuy thế Phương Thành vẫn chưa thích nghi được với sự thật diệt quỷ khét tiếng bây giờ lại như một con vật cute phô mai que. Nếu đã có kế hoạch rồi thì làm thôi, bắt đầu công việc săn quỷ. Đúng lúc này ngựa chiến của đầu dê lao tới rừng bên cạnh anh, diệt quỷ thấy có vẻ nó muốn nhận anh làm chủ nhân mới. Nếu đã thế thì không cần khách sáo nữa, Phương Thành trực tiếp nhảy lên xe, lần đầu tiên anh thấy một chiếc xe dùng năng lượng của người lái làm nhiên liệu, đúng là xịn sò. Anh vặn ga lao đi vun vút, cảm giác mở ra toàn bộ sức mạnh thật là robot. Hai người đi sâu vào trong thành phố bỏ hoang, những con ma cà rồng đầu chọc cấp D lao ra. Phương Thành dùng thanh kiếm đầu dê, chém một nhát đẩy lùi cả chục con, dễ dàng thoát ra khỏi vòng vây của chúng. Diệt quỷ ghi chép vào sổ sách, diệt bọn ma cà rồng này có thể nâng tính linh hoạt cho anh. Tiếp theo mới là mục tiêu của bọn họ, săn bằng cả cái thành phố bỏ hoang này. 4 ngày sau đó Phương Thành vẫn chưa trở về, Lung Nguyệt chờ đợi trong thấp thỏm, điện thoại không nghe, chỉ hy vọng anh không máu liều nhiều hơn máu não mà đi tìm Viêm Ma trả thù. Quả thực Phương Thành đúng là một thằng liều, nhưng ai bảo anh có hào quang nam chính chứ, mới 4 ngày đã trở về thành phố với một bao tải chiến lợi phẩm. Anh đem đến hội thợ săn bán trước sự kinh ngạc của Tiểu Nam, họ không thể tưởng tượng được anh đã mạnh tới mức nào. Châu Thiết để ý thấy trong đó có cả xác của kỵ sĩ cầm kiếm cấp C hạ cấp, không hổ là đệ tử của ông ta. Phương Thành vẫn khiêm tốn nói mình gặp nó lúc trọng thương nên nhân cơ hội tiễn nó đi, bây giờ cứ khoe khoang sức mạnh thì có ngày sẽ bị nghiệp quật. Sau đó anh hỏi về tung tích của Viêm Ma, nhưng nó vẫn chưa xuất hiện, chỉ có đám thuộc hạ vẫn phá hoại thành phố, phóng hỏa ở những nơi đông người. Tuy thành Đông Châu đã cấm người dân ra ngoài nhưng họ không nghe, đã thế hôm nay còn có buổi diễn offline của ban nhạc Hắc Nhật nổi tiếng, các fan của họ dù có bị phóng hỏa cũng phải đi bằng được. Phương Thành cảm thấy việc này có liên quan đến giáo hội kia, chứ không ban nhạc nào lại cố ý mở buổi hòa nhạc trong thời gian nhạy cảm như thế này được. Châu Thiết cũng nghĩ vậy, nhưng họ không có chứng cứ cụ thể nên hội săn cũng không thể làm gì được, hơn nữa fan của họ đều là bọn không có não nên không thể cản được họ. Phương Thành gật đầu, xem ra anh phải đích thân đi điều tra mới được. Lúc này Tiểu Nam đã tính xong tiền thưởng của anh, tổng cộng hơn 1 triệu tệ đã chuyển vào ngân hàng của anh.
Số tiền ngoài mong đợi khiến Phương Thành giật mình, lý do là vì chỉ riêng đầu dê đã được một củ khoai rồi. Xem ra lần sau anh phải hạ nhiều ác quỷ cấp C hơn mới được. Diệt quỷ thấy anh bán mạng cho Tư Bản thì nhìn bằng ánh mắt phán xét. Tối hôm đó tại quán Ba VIP Hắc Nhật, Phương Thành đã có mặt cùng Diệt quỷ. Anh thắc mắc sao người khác không thấy nó, hóa ra là vì Diệt quỷ ở hình thái linh hồn nên chỉ mình anh thấy được thôi. Lúc này buổi ca nhạc đã bắt đầu thu vé, mở cửa cho mọi người vào trong. Những lời bài hát của Hắc Nhật nghe vô lý mà cũng hợp lý, nhưng thể loại nhạc rock ầm ĩ không phải gu của anh, trái lại Diệt quỷ vô cùng khoái bộ môn này. Phương Thành chán nản nhìn xung quanh, lại bắt gặp tên Độc Lang đang đứng phì phèo điếu thuốc lá, xem ra anh ta cũng đang âm thầm điều tra ở đây. Không khí đang được đẩy lên đỉnh điểm, một ca sĩ khuấy động không khí liền nói, nếu như tôi dâng hiến mạng sống cho ngọn lửa vĩ đại, mọi người cũng sẽ dâng hiến cùng tôi chứ. Hai từ ngọn lửa khiến Độc Lang cùng Phương Thành chú ý, các fan của Hắc Nhật như phát điên đồng ý đi theo họ, thế là trên trần nhà một con mắt đỏ hiện ra cùng những đốm lửa rơi xuống. Diệt quỷ nhận ra đây là trận pháp hiến tế của Viêm Ma, không biết là may mắn hay xui rủi mà hôm nay anh lại gặp được hắn ở đây. Viêm Ma đại nhân, hoan nghênh sự xuất hiện của ngài, một ca sĩ hét lớn lên. Có những người nhận thấy tình hình đang ngày càng nóng lên thì chạy đi thoát thân, Độc Lang thì vẫn đứng yên tại đó chờ đợi trùng cuối xuất hiện. Phương Thành tìm nơi ẩn náu rồi biến hình bất cứ lúc nào, tiết kiệm năng lượng để đấu với Viêm Ma. Lúc này những người bên dưới trận pháp đã bị bốc cháy, trên trán đều có con dấu của giáo hội, như phát điên la lên, Viêm Ma đại nhân vạn tuế. Từ bên trên trận pháp một thân thể to lớn đen thùi lùi hiện ra, Viêm Ma xuất hiện như một cục dung nham nóng chảy. Sự chú ý của hắn va vào Độc Lang vẫn đang ung dung ở lại, những con rối liền lao lên muốn xử lý anh ta. Độc Lang quyết định ra tay xử lý nhanh gọn lẹ chúng để trực tiếp đối đầu với Viêm Ma, ngọn lửa xanh cùng ngọn lửa đỏ quật nhau tương bừng, cuối cùng vẫn là anh ta chiến thắng dễ dàng. Viêm Ma đứng từ xa quan sát thấy Độc Lang cũng có bản lĩnh, chắc hẳn là người tuần tra đêm. Đúng lúc này Phương Thành lao đến từ phía sau, Viêm Ma kịp nhận ra quay lại phun lửa về phía anh. Phương Thành chém đứt chúng như cắt đôi nỗi sầu, Viêm Ma nhìn anh có ngoại hình giống với tộc của hắn, nhưng cùng tộc mà đánh nhau thì cũng cho đi hỏa thiêu luôn. Hắn phun vòi rồng lửa về phía Phương Thành, cũng may anh vẫn còn đứng vững, không hổ là ác quỷ cấp C bậc trung, mạnh hơn hẳn đầu dê hôm trước. Viêm Ma hạ cánh xuống bắt chuyện, hắn cảm thấy khí tức của anh rất giống Diệt quỷ. Đánh nhau thì ngậm cái miệng vào, Phương Thành lao lên đấm nhau với nó. Viêm Ma tự tin nắm đấm dung nham của hắn còn cứng hơn cả kim loại, nếu đã thế thì anh chỉ cần chặt đứt tay của hắn là khỏi đấm. Hai con quỷ oánh lộn không khỏi khiến Độc Lang chú ý, lại xuất hiện quỷ đánh quỷ. Nhưng anh ta cũng cảm thấy con quỷ lần này có nét giống với Ma Vương bị truy nã, chẳng lẽ Ma Vương có thâm thù đại hận gì với Viêm Ma sao?